quay trở lại với One Cuisine and Trip trong City Tour Vũng Tàu. Ở tập trước thì chúng ta đã cùng nhau thưởng thức vẻ đẹp mãn nhãn và cảnh sắc vui nhộn của những chú khỉ tại chùa Tam Bảo Thiền Đường, và cũng như thả hồn trước cảnh đẹp thơ mộng của hoàng hôn trên hồ bơi vô cực tại Liepmila, hay được no căng bụng với đặc sản bánh canh sò mới nổi hấp dẫn, vắt dạ toàn món ngon với trứng gà lòng đào và bánh mì phá lấu chiên đình đám hơn 30 năm. Trong tập này, chúng ta sẽ cùng bất ngờ và thú vị hơn nữa với những món ăn ngon đứt tận sâu trong các ngõ ngách của thành phố biển Vũng Tàu. Cùng theo chân Quang và khám phá tập tiếp theo này nhé! Một món ăn vặt siêu hấp dẫn mà các bạn đã một lần đặt chân tới Vũng Tàu chắc chắn không thể bỏ qua, đó là thịt xiên nướng. Với giá chỉ 3k mà thôi, quán mở tầm xế chiều, cực hút khách không chỉ với mức giá tuổi tin mà còn ở hương vị và chất lượng của món ăn mang lại. Từng xiên thịt, xiên bò lá lốt lăn đều trên than hồng, tỏa hương thơm nức cả một con hẻm trên đường Nguyễn Tri Phương, thu hút không chỉ người dân địa phương mà đến cả khách du lịch cũng khó mà từ chối. Bò lá lốt thì thơm béo đậm đà, thịt xiên nướng thì ngọt ngào vì ướp mật ong. Đây là bò lá lốt nha mọi người, cái này là 7 ngày màu sâu, 4 viên. Còn đây là thịt nướng, cái này là 3 ngày màu sâu nha mọi người. Cái này giống giống như mình hay ăn bên Thái Lan, cũng có cái kiểu nướng nướng như này nè mọi người, ăn rất là ngon. Cả hai loại xiên vị ngon dân dã, kết hợp với sốt tương ớt bên trên. Đơn giản vậy thôi, nhưng lại là lý do khiến thực khách tìm đến Vàng Anh Quán mỗi khi đường phố lên đèn là vậy đó. Đây, đây là bò lá lốt nha mọi người, 7 ngày màu sâu đây. Nó béo béo. Ở trong mà có cái sâu này nè, nó trộn lẫn giữa thịt và một chút mỡ, nó sẽ có độ béo béo mà nó không làm khô cái miếng thịt đó, nó ăn rất là ngon. Nó cái kiểu như là ăn nó ngọt ngọt và thêm một tí xíu của tương ớt nữa, nên là cái vị nó rất là ngon, nó rất là mềm nữa, không có bị khô. Tạm biệt góc phố với những xiên thịt nướng thơm lừng hấp dẫn, chúng ta tiếp tục tìm đến con hẻm trên đường Nguyễn Trường Tộ để thưởng thức đặc sản, đó là các loại lẩu phố biển chất ngất mà mức giá nghe còn bất ngờ hơn đó nha. Tọa ngay trên một khoảng sân nhỏ của dãy nhà cuối hẻm, quán lẩu vô danh nổi tiếng với mức giá 100.000. Bao năm qua, giữ chân thực khách nhờ vào hương vị chế biến thơm ngon. Ban đầu quán mở ở đầu hẻm, về sau thì dời vào trong nhà và hoạt động đến tận bây giờ. Tuy là trong hẻm nhỏ như thế, nhưng lúc nào cũng chật kín khách ngồi dùng món vào mỗi buổi chiều về. Một, hai, ba, bốn con luôn. Mập. Đây. Yes. Siêu thơm luôn. Nóng hổi, thơm giòn luôn. Vị là vừa ăn luôn, không cần phải chấm nữa nha. Bốn con mà 50.000 khá rẻ đúng không người, rẻ lắm luôn á. Trong lúc chờ lẩu mình có thể mình kêu để ngồi mình ăn nhắm nhắm trước khi là mình cái lẩu ra, nhưng mà cái lẩu nó cũng ra rất là nhanh, làm khá là nhanh luôn. Thơm á, có những cái hành tây mà nó làm thơm lắm. Cái này mình nghĩ là được làm từ cá biển nha mọi người, cá biển chứ không phải là cá thác lát. À,
được quết với lại trong này mình thấy có cả tiêu và lượng ớt nữa nè. Thịt cá rất là tươi ngọt mọi người, dai nữa, nó cay cay, nó the the kiểu cay cay đi lắm, rất là dễ ăn, ngon. Mình sẽ ăn thịt với ớt nữa, mình rất thích ăn cay. Hẻm 72 mình còn đi vào, mình ở phía ngoài á, nó có một cái bảng là nấu 100.000, 100k, nghĩa là 100k. Đồng giá 100.000 cho một nồi lẩu đầy ắp, ba người dùng no nê. Kèm theo đó là các món khai vị cũng chất lượng không hề kém cỏi. Các bạn nhớ thử nhé. Đây mình bán lâu vậy chứ? Đó, 200 năm. 200 năm rồi. No quá mọi người, ăn xong no quá. Nhưng mà mặc dù no nhưng mà mình vẫn đi ăn thêm một món nữa. Trong những cái mà gọi là có thể nói là đặc sản không thể bỏ qua, những cái món ăn vặt, những món ăn vặt mà khi mà đến với Vũng Tàu thì các bạn cũng nên ghé thử một lần. Tuy chỉ là một chiếc quán nhỏ nhỏ nằm bên trong hẻm hút nhưng vẫn khiến thực khách tìm đến bởi sự thơm ngon và hiếm có tại vùng đất mặn mòi này. Liberset thơm béo, mát lạnh được kết hợp cùng với một múi sầu riêng siêu to thơm lừng bên trên sẽ là một trải nghiệm không gì mát lạnh hơn khi bạn ghé qua nơi này đó nha. 2 ly 80.000 các bạn, ly có sầu riêng là 55.000, không có sầu riêng là 25.000. Trở lại với Lef Mila, bạn cũng đừng quên thưởng thức buổi buffet sáng và tiệc trà chiều nằm trong gói dịch vụ tặng kèm khi book phòng tại đây. Hòa trong lối thiết kế sang trọng là không gian thoáng đãng mát mẻ của tầng 8. Từ khu vực nhà hàng, bạn có thể vừa thưởng thức món ngon, vừa có thể đưa mắt phóng tầm nhìn ra cả bờ biển xanh trong. Với từng con sóng trắng xóa đua nhau xô vào bờ, quả thật là một trải nghiệm về cảnh sắc thì khó mà quên được. Ngoài các món ăn chính được chế biến nóng hổi, bạn còn có đa dạng sự lựa chọn các món salad, bánh mì hoặc đơn giản là một cốc cà phê sữa nóng hổi cho một bữa sáng nhẹ nhàng. Thêm sự lựa chọn ăn trưa khi mà rời thành phố biển Vũng Tàu đó là ghé quán Thuận Phúc để thưởng thức đặc sản cá bún hấp cuốn rau rừng siêu ngon, siêu hấp dẫn. Với mức giá bình dân chỉ 199.000 cho một phần cá hấp nóng hổi, ngoài việc được thưởng thức món ngon, bạn còn có thể hóng gió biển bởi vì thế cực đẹp của nơi này. Đặc sắc nhất phải kể đến loại nước sốt của món ăn rất đậm đà và thơm lừng, lấn át cả mùi tanh đặc trưng của khu cá mú biển tươi rói. Nhờ vậy mà món ăn thơm ngon gấp bội, còn được kết hợp cùng các loại rau rừng thì phải nói là rất tuyệt vời. Chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn thú vị cho các bạn muốn nán lại ở Vũng Tàu, thưởng thức chút dư vị biển buổi trưa trước khi lăn bánh về lại thành phố. Có thêm hai gợi ý nhỏ nữa cho bữa trưa mà Quang đã được các bạn đồng hành giới thiệu trên đường về. Các bạn có thể thử qua nha, đảm bảo là sẽ thích mê luôn cho xem. Gợi ý đầu tiên là dành cho team mê gà nướng, đó là quán Sơn Thủy Ngư Quán nằm trong địa phận Long Sơn. Quán cực rộng với không gian sân vườn thoáng đãng và hơn hết là đặc sản gà nướng thơm ngon, ăn kèm với món xoài béo hút hồn. Gà nướng vừa chín tới, tẩm ướp rất độc đáo và vừa miệng. Có thể ăn thử qua một lần rồi, bạn sẽ nhớ mãi cái hương vị thơm lừng khó quên đó cho mà xem.
lắm luôn. Thơm nữa. Đây là xoài. Yeah. 15.000 cục. Đây là 15.000 một cục nha. Để mình ăn thử cái này nha. Gà đây là 190.000 một ký. Ký ăn con, một ký. Con này phải mấy ký, nãy tập phải mấy ký. Con to nha. Nhiều lắm luôn á. Thấy chưa? Xả. Quên giới thiệu. Đây. Đây là nước chấm xả. Chấm thử. Thử nha. Đây là nước mắm, xả và ớt. Mắm chua ngọt. Rất thơm. Kia. Đa số mọi người lên đây là sẽ ăn gà. Ăn gà nướng. Lu. Gà nướng lu. Thấy kiểu lu. Xin lỗi mọi người đi. À, xin lỗi mọi người. Ngon lắm luôn á. Lựa chọn thứ hai dành cho team hải sản đó chính là quán Tiến nằm trên đường vào cảng đá Đức Hạnh. Vượt qua những đoạn đường vắng, bạn mới thực sự choáng ngợp trước hình ảnh hàng xe du lịch đậu dàn ngoài ngoài bãi, thế mới biết hết được cái độ hút khách của nơi này. Vì là hải sản được lựa chọn tại hồ nên lúc nào cũng tươi rói và chất lượng cực kỳ. Quán có niêm yết giá nên chúng ta lựa chọn cũng an tâm hơn. Đây là tôm tôm sú nha. Siêu to luôn, mà nãy bự bằng cái tay luôn. Đây là nướng cháy tỏi. Ngon. Bây giờ ăn nha. Cho mọi người xem con tôm nè. Thịt nè. Tách cái đầu ra cho mọi người xem. Chắc nịch luôn mọi người ơi. Ghé chưa? Đây, ghé. Trời ơi, ăn về chắc mập nữa rồi. Ngon kìa không? Cái càng nó bự bằng cái tay quăng luôn á. Ở đây, vị nêm vừa ăn lắm nha. Mong là ở tập 2 của Vũng Tàu City Tour này sẽ giúp các bạn có những trải nghiệm thực sự thú vị nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của Quay Cuisine Trip. Chúng ta sẽ cùng nhau ngược về vùng núi Đại Ngàn ở Gia Lai để thăm một trong những nơi được xem là kỳ quan của núi rừng cao nguyên. Một nơi được ví như là nàng công chúa ngủ trong rừng đang chờ các bạn đến viếng thăm. Các bạn nhớ đón xem nha.